chào cô chú anh chị và các bạn để tiếp nối cái series bên quận tư về đêm này. Thì chúng ta sẽ đi một dọc theo đường Tôn Đản nha. Trong đây em cũng có mấy người bạn ở bên đây. Bên quận tư luôn luôn là những cái điểm ăn uống thú vị ở Sài Gòn. Nếu theo cái đường Tôn Đản này thì chúng ta sẽ đi đến đường Hoàng Diệu. Ở đây là 439 Tôn Đản. Đường Tôn Đản này cũng là những con đường nối từ Hoàng Diệu rồi cho đến Tôn Thất Thuyết rồi Nguyễn Tất Thành, dài lắm. Thôi thì mình cứ đi. Đây là ngã tư Đoàn Văn Bơ nè, Đoàn Văn Bơ và Tôn Đản nè. Bên đây thì là chợ, cũng như là chợ Cầu Cống. Đây là chợ Cầu Cống. Thôi mình đi đường Đoàn Văn Bơ nha. Đoàn Văn Bơ có vẻ đông hơn, tại vì đi hướng kia thì đi cái đường Nguyễn Tất Thành luôn rồi. Ta đi Đoàn Văn Bơ. Nhà của anh Long thì bên chợ Cầu Cống phía sau đây, thì anh Long quen với chị Đào là hướng sau lưng. Thì theo hướng Đoàn Văn Bơ này thì chúng ta đi đến đường Hoàng Diệu. Đường Đoàn Văn Bơ cũng là con đường ăn uống rất là nhiều ha. Mấy con đường này thì đi ban ngày thì hơi khó, tại vì nắng lắm. Mình đi ban đêm cho nó mát nha. Ở đây là 315 Đoàn Văn Bơ. Cái khúc này là khúc cuối Đoàn Văn Bơ qua ngược lại á, thì là đường Đoàn Văn Bơ nó dài. Đoàn Văn Bơ nó dài là chợ Cầu Cống. Không biết cô chú anh chị mình có nghe cái tên chợ Cầu Cống chưa ha. Từ hôm bữa em đi qua đây em mới biết nữa chứ. Chúng ta đến 281 Đoàn Văn Bơ. Cái khúc đầu thì rất là nhiều quán ăn luôn nè. Bán điện thoại và phụ kiện điện thoại ha. Dưới chân cầu Camet là số 70 mấy Đoàn Văn Bơ. Thì chỗ này là 200 mấy, 270. Có lẽ buổi tối thì cô chú anh chị mình không có nhìn ra được cái căn nhà xưa đâu ha. Nhưng mà cái điều thú vị là mình đi cái đường, đây là đường Lê Văn Linh. Đường Lê Văn Linh cái này có lẽ đi đến cái đường Nguyễn Tất Thành. Có lẽ điều thú vị là mình đi đường quận tư mà đi lang thang quận tư, mà cái quận mà ngày xưa mọi người đều nghĩ là rất là nguy hiểm. Hãy subscribe.
mà ngày nay thì đã khác rồi ha. Chúng ta đừng có suy nghĩ sai nguồn tư ngày nay. Nguồn tư ngày nay thì nó rất là có giá nha. Nhà ở đây hiện cái giá rất là cao, tại vì bên đây qua quận 1 rất là gần, mà bên đây thì lại có rất là nhiều cái quán ăn ngon nữa nè, rồi bên đây là mát, đây là chùa Tường Quang, chắc Bảo Quang hả ta. Một ngôi chùa bỏ hoang. Chúng ta tiếp tục đi ra hướng, chúng ta số tới đây là số 200 mà nè. Chắc có lẽ người đầu tiên mà đi bộ lòng vòng ở những cái cung đường mà mọi người cho là nguy hiểm ở quận Tư này đó. Chúng ta đi qua cái khúc vắng à, chúng ta bắt đầu đến cái khúc mà nhộn nhịp rồi nè. Ở đây có rất là nhiều quán ăn đèn hủ tiếu nè, 188 rồi lẩu bò khu nhà trái, có lẽ khu này hồi xưa là trái ta, mà chắc cô chú anh chị mà bên quận Tư sẽ rõ hơn em nè. Nói gì cho em xin cái comment nha. Đây quán lẩu bò khu nhà trái. Đó, cơm sườn. Quá trời đông chưa. Cơm sườn, cơm tấm, phở. Đây cơm sườn luôn. Cơm tấm mai. Đây là số 148. 144 Đoàn Văn Bơ. Rồi chúng ta kết thúc hành trình đi đến từ đường Tôn Đảng cho đến đường Đoàn Văn Bơ, và đi ngang những cái hàng quán mà phải nói là rất là ngon ở quận Tư này. Vịt nướng lá mắc mật. Chúng ta nhìn bên kia là cầu Ca Mét. Chúng ta nhìn bên đây là cầu Ca Mét nè, để đi về hướng quận nhất, đường Ca Mét. Hướng này là đường Hoàng Diệu đi đến khu ẩm thực Vĩnh Khánh, con đường ốc lúc nãy á. Rồi chúng ta đi hướng này là đi đến Nguyễn Tất Thành, có cái quán mì vịt tiềm nổi tiếng gần với đường Nguyễn Tất Thành luôn. Và bây giờ chúng ta đi lên cầu đây ha, lên cầu để mình ngắm chút xíu xuống cái dòng sông, không tàu hủ, bến Bạch Đằng. Coi bây giờ như thế nào ha. Bây giờ chúng ta đợi đèn đỏ, đèn xanh chúng ta qua đường nha.
Sài Gòn thì xe cộ luôn luôn tấp nập, giờ nào cũng đông. Ta đi qua đường thôi. Mỗi ngày thì em sẽ đi một cung đường để gửi đến cô chú anh chị và các bạn xem hình ảnh Sài Gòn về đêm, nó có khác gì với Sài Gòn ban ngày nha. Đây thì có quán cà phê, nhìn bên kia là dãy nhà 72, 74 của anh Hùng Phạm. Hùng Phạm hay Hưng Phạm đó, nhìn lên nó ngay chưa cầm đồ là 96 rồi nè. Vì nhà bên đó thì rất là nhỏ thôi, tại vì có giải tỏa để làm cầu á, nên diện tích nhà của người ta sẽ thu hẹp lại. Ở nhà thuốc hữu nghị, không biết còn gì của những hình ảnh gì của ngày xưa hay không ha. Có lẽ nhà bây giờ người ta xây mới không à, nên đó, chữ Liên Phúc là số 76 nè, may nhà may A Đức là số 74 nè, kế bên là Bắc Sổ rồi. Cái bên Bắc Sổ là 72, ngay chỗ này là 72, 74, nhưng mà tiếc quá hình ảnh nó ban đêm nên chúng ta nhìn thấy không rõ. Nhà đối diện á, nếu mà chúng ta từ nhà 74 nhìn ra thì bên đây có cái building mới xây nè, rất là cao. Đó, cái này chúng ta lên cầu nha. Cầu cao mét quá là đẹp. Cầu đẹp mà nhà cũng đẹp nữa. Đây là tòa nhà Etown Central. Tới đây thì Re Tower. Cầu này thì có cái lối dành cho người đi bộ ha, đi bộ đi từ quận 4 qua quận nhất, quận nhất qua quận 4 cũng rất là tiện. Bên đây thì có thể nhìn thấy được cái dãy nhà của cô Jane Hồ ở bên kia cầu. Vài xíu nữa em có không có tiện đường thì con đi ngang nó quay gửi cô và bà con mình cùng theo dõi ha. Chắc video em đến đây thì xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã bỏ chút thời gian quý báu và xem từ nãy tới giờ. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Đó, chúng ta nhìn ra đường Bến Nhân Đồn. Bến Nhân Đồn ngày nay thì chắc nhìn anh chị, cô chú anh chị mình nhìn không ra đâu ha. Chúng ta nhìn xa xa là tòa nhà 861, 68 tầng.
Đang đi qua đường. Bên kia cầu và nhìn qua cái dòng sông, nhưng mà dòng sông tối quá. Sài Gòn về đêm ha, nhìn đủ ánh đèn, nhìn rất là đẹp luôn, điều thú vị ở Sài Gòn. Khi mà chúng ta coi cái video này thì rất là yên tĩnh ha. Mở cái video lên một cái ồn ào của Sài Gòn hoa lệ, có hoa có lệ. Bên đây có dãy nhà rất là đẹp nè. Định dừng cái video nhưng mà rất là tiếc lại đi một khúc nữa. Rồi mời cô chú anh chị mình xem một khúc nữa. Khu bên đây có dãy nhà xưa, mình ghi dấu lại những hình ảnh. Không biết đâu có những căn nhà mà của người quen cô chú anh chị. Mình nhìn nhận ra những hình ảnh của ngày xưa. Chúng ta đang đứng ở giữa cầu nè. Theo hướng này thì chúng ta đi về quận 5 chợ Bến Thành, chợ Thái Bình, chợ Hòa Bình, chợ lớn. Rồi theo này chúng ta đi xuống đây thì qua hầm Thủ Thiêm ha. Hầm Thủ Thiêm đi qua quận 2. Còn chúng ta đi thẳng hướng này thì mình sẽ đi về đường Km, khu dân sinh Ký Con. Và ở đó có cái cửa, có cái quán bánh ướt A Phò. Rồi chúng ta nhìn dãy nhà, nhưng mà bên đây dãy nhà này bị che bởi những cái cây. Nhà xưa đây, phía sau cái nhà sáng này. Và bây giờ thì xin nói lời tạm biệt, tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta hẹn gặp nhau trong những video tiếp theo ha. Có lẽ kiếm đường xuống chân cầu. Và bên đây là cái dãy nhà mà có cái địa chỉ 88 Bến Trương Dương nè. Bên đây.